Sabe pacimaya anudisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, được yên vui. Sabe utaraya disa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe utaraya anudisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe uparimaya disa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe hetimaya disa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chani dukha paya patta chani paya sok patta chani soka hontu sabbe. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn. Hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nó muốn thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin tỏ trì quy giới. Xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên hữu quan ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nó muốn bút thầy á, nó muốn tam mai á, nó muốn sân khai á. Dạ, bây giờ là 4:30 sáng. Con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ đến Đức Phật Trang. Kính chào cô tu nữ tuệ duyên. Xin chào chư thiền nam tín nữ thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong khu vực ngôn 320. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanaya Sawanda Mi Utho Mahesi Arahang Tatha Gato Lo Kutamo Sapagaru Hiche Thakko Lo Kasasatha Chanadam Mokho Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakan. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trôi Trăng, Tối Thượng Vô Chủ, Trí Năng Vô Lượng. Từ Đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giá ta sơ sát thu nô lô ca nó mạnh thá sơ vi nà ca rô cô sắp sắp bất đi bồ tí sành nhá tô hoàn đà mô hành tầng lá ra phù. Cái này giác cầm. Pháp bảo quý như anh vàng, như là soi sáng, vẹt mạng, vô minh, phá tan, làm đạo chúng sinh, đầy dẫn Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian, cúng dường.
sân khô vi số thô thu ga ta sát sa vô cô sít kha thu ca mô vô ra thòm vô sít kha cô nình đà vô sẵn sa đi a na đá rô vô rô vần đà mô hành tăng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ nên mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân ai bị. Còn xin hãy lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát thế giá tề chê nát sê khà mê ê tu vã thân năng tá xà bí à lú phà huê nát sá hạ xà dê. Nát sê chạp tụ cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật bị danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 320. Câu Phật ngôn 320 quý vị nhìn lên màn hình ha. Chúng ta sẽ phân tích nhìn vào mặt chữ và cũng để chỉnh sửa lại những cái gì mà chúng ta thấy trong những văn bản khác nó không giống với cái câu Phật ngôn này, thì chúng ta phân tích trường âm, đoạn âm rồi chúng ta chỉnh sửa lại. Câu Phật ngôn 320 chúng ta xin đọc trước để quý vị nhận diện mặt chữ ha. A hằng na gô quá sân ga mê. A hằng na gô quá sân ga mê. A hằng na gô quá sân ga mê. Câu số 2. Cha ba tô ba tí tăng xa răng. Cha ba tô ba tí tăng xa răng. Cha ba tô ba tí tăng xa răng. Bây giờ quý vị nghe hơi nhỏ ha. Alo, quý vị nghe hơi nhỏ phải không? Rồi để chỉnh lên chút. Đúng rồi, mới 25 32. Bây giờ lên số 32 nghe. Thì thầm, nãy giờ không chịu nói. Nãy giờ không chịu nói gì hết, nói thì thầm nữa chứ. Khổ thiệt. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Câu 1, câu 2 nghe bà con. A hằng na gô quá sẵn gà mê cha pa tô ba tí tăng xa răng. Là nhạy nữa hả, cái bà này. Chúng ta đọc rõ ràng dựa lên về nhà. Rồi, câu 1, câu 2 nha. A hằng na gô quá sẵn gà mê cha ba tô ba tí tăng xa răng. A hằng na gô quá sẵn gà mê cha ba tô ba tí tăng xa răng. Rồi, bây giờ câu 3, câu 4 ha. A ti quắc dần ti tích khích sẵn. A ti quắc dần ti tích khích sẵn. A ti quắc dần ti tích khích sẵn. Bây giờ câu 4. Đút si lô hi ba hút chá nô. Đút si lô hi ba hút chá nô. Đút si lô hi ba hút chá nô. Bây giờ hai câu ha. A ti quắc dăng ti tích khích sẵn. Đút si lô hi ba hút chá nô. A ti quắc dăng ti tích khích sẵn. Đút si lô hi ba hút chá nô. Bây giờ ôn lại bốn câu nè. A hằng na gô quá sẵn gà mê cha ba tô ba tí tăng xa răng. A tí quắc dăng ti tích khích sẵn. Đút si lô hi ba hút chá nô.
a hằng na go quá sang ga mê cha ba tô ba ti tăng sa rằng a ti quắc dằng ti tích khích sang đu si lô hi ba hút chan nôn. Rồi bây giờ xin mời quý vị ha nhận diện mật chữ rồi phải không, và bây giờ quý vị lên phân tích trường âm đoạn âm. Hôm nay ưu tiên bởi vì sao? Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Alo, xin mời huynh Giang Nhất Hà phân tích câu Phật ngôn 320. Huynh Giang Nhất Hà có mặt trước máy rồi, đâu rồi, bàn tay đổ mất tiêu rồi. Nam Nhi mà cũng mắc cỡ nè hả? Rồi không phải vậy chứ. Rồi xin mời Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin phân tích câu Pháp Cú 320. Dạ, câu số 1, câu số 2. A hằng na go quá sang ga me cha bát tô bát tí tăng sa răng. Á là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, go là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê là hai trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phắc là bắc là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu số 3, câu số 4. A tí toan dân tí khít sân đu si lô hút cha nô. A tí toàn dân tí tích khí sân đu si lô hi ba hút cha nô. Á là đoạn âm, tí là đoạn âm, toàn là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, thích là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, khí là trường âm nhấn, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đút là trường âm nhấn, si và lô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, bá là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. A hằng na go quá sang ga me cha ba to ba ti tang sa rang a ti toan yang ti 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 ki rang ti ti ki sang du si lo hi pa huk cha no. Dạ, con xin xuống mic, có sai chỗ nào con nhờ sư chỉnh giùm con ạ. Sa thủ Quỳnh Giang Nhất Hà, âm thanh rất là rõ. Vì âm thanh rất là rõ cho nên ở đây Sĩ Ca Kim là một ha, Sĩ Duyên là hai ha, hai vị này thấy có những chỗ sai. Sĩ Kim Nhung nữa là ba người thấy chỗ sai. Và chính xác Quỳnh Giang Nhất Hà không được tự tin nơi hai từ ba tí tăng là một,
Ati quắc cử dân là hai. Hai cái từ này huynh giang nhắc hà, không được tự tin ha. Không được tự tin. Ai bây giờ cái người mà thấy sai mà thấy chát lên nữa là đó là sĩ kim. Sĩ kim hãy chỉ những chỗ sai, hãy chỉ những chỗ sai của huynh giang nhắc hà ha. Bởi vì vạn sự khởi đầu nan, cái người đầu tiên lên là hơi run ha. Cho nên quý vị thông cảm ha. Có ngay thì đưa tay, có ngay rồi cái ngồi im ru vậy mà gọi là có ngay là sao? Phải đưa bàn tay lên mới thấy nhé. Rồi, thấy rõ rồi, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sao hôm nay sư nóng nảy vậy sư? Từ từ đưa lên sư, sư nói xong mới đưa lên, để sư nói chứ chưa nói xong đưa tay lên nữa. Cái gì sư cũng càm ràm được hết trơn á, con mệt sư luôn vậy đó. Thì người ta mới học thì đọc thấy sai cái này, không sai cái này, cũng sai cái kia chứ sư, từ từ sửa rồi cũng đúng thôi sư. Vậy thôi được, con đọc đi, để sư nói. Nói cho rồi đi, làm cho rồi đi, đọc đi, làm đi. Cà kê dê ngỗng hoài đó, đâu có phải giống như người ta vô mở máy, người ta phải làm cho nóng máy lại sư chứ. Từ từ, từ từ, nhà cháu cũng nhừ mà. Rồi thôi con, để con phân tích đi, con đọc trước, khi con đọc trước rồi phân tích sau. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a tích quắc dằng ti tích kích sang đúc xì lô hi ba hốc cha nô. A hằng na go wa sang ga me, á là đoạn âm, hằng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Na go là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sang là trường âm nhắn, mà nãy gì đó cái giang nhất khả nói là sân là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, thì tại vì anh ta thấy có một rồi đó sư, thì từ từ sửa thôi ha. Ga mê là hai trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bá tí là hai đoạn âm. Hồi nãy con nghe là nói bác, bá đọc đọc là không đọc là bá mà đọc bác hay cái gì á, mà nói là trường âm nhắn, có lẽ rung quá mắc mờ lộn á sư, thông cảm đi sư. Tăng là trường bá tí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại hai câu đầu. Á hằng na go quá sang ga me cha bát tô bát tí tăng xá răng. Rồi con đọc hai câu kế là câu 3 và số 4. Á tí quắc dằn tí tích khít sẵn đúc xì lô hí bá hấp chá nô. Á tí là hai đoạn âm. Quắc là trường âm nhắn. Dằn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tí là đoạn âm. Tích khít là hai trường âm nhắn. Sẵn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ở chỗ này con nghe hình như cái chữ mà á tí quắc văn á, thì con thấy cái chữ thì khó đọc á sư, thành ra cái văn nhất hạ đọc là toa á tí toa hay cái gì đó thì cũng khó đọc, chữ thì khó đọc mà anh ta phân tích được cái chữ quắc là trường âm nhắn là cũng tuyệt vời rồi sư. Thật, tại vì thường thấy chữ A mà có dấu nguyền là trường âm dài đó, thường người ta nói là trường âm thông thường, nhưng nó là trường âm nhắn, theo con hiểu như vậy. Giờ đừng nói nhiều quá, để nói lại để không thôi. Sư nói tào lao thiên địa, nó nhiều quá người ta quên. Á tí là hai đoạn âm, quắc là trường âm nhắn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, kiss kiss là hai trường âm nhắn, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dux là trường âm nhắn, si lô là hai trường âm thông thường, hí bá là hai đoạn âm, hắc là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con phân tích xong, bây giờ con đọc lại nguyên cái bốn câu này. Kinh Pháp Cú câu 320. Á hằng na go quá sang ga me cha phát tô phát tí tăng xa rằng á tí quắc dằn tí tích kít sang đúc xì lô hí bá hút cha nô.
Ta như voi giữa chặn, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Dạ con xin hết, con xin trả máy lại cho sư à. À, thế nào ổng cũng cảm động, cằn nhằn cười rồi mà nói chuyện tạo lao thiền địa. À, không sao, chuyện nhỏ, bị chửi quen rồi. Alo, 123-123, Huynh Giang Nhất Hà, đã cảm ơn cô Kim ha. Phân tích vậy là quá hay rồi, còn thêm mắm dầm muối vô làm chi nữa. Với cái câu Phật ngôn 320, Huynh Giang Nhất Hà, thấy rằng trường hợp của cô Kim có cần sửa cái gì nữa không? Hay là đã đúng rồi? Có ai thấy sĩ Kim sai chỗ nào không? Alo, alo. Ai chứ sĩ Mita tặng hoa, sĩ Kim Nhung tặng hoa, sĩ Chuyên tặng hoa, sĩ Thanh Hoàng cũng tặng hoa. Sĩ Quanh Phan sa thú còn tặng hoa nữa. Có chữ hút này. Lần sau thì đọc chính xác, nhưng mà khi phân tích á, đọc không phải là chữ hút, là chữ gì á ha, chữ gì chứ không phải chữ hút. Rồi, chỗ đó, đó là chỗ mà hơi, lúc đầu đọc sai, nhưng mà sau á, đọc lại thì chính xác. Alo, bây giờ người thứ ba, xin mời Suýt Anh Phan, Oanh Phan. Sĩ Kinh Phan đã xa thú Sĩ Kim này ha. Bây giờ mời Sĩ Quân Phan phân tích ra câu Phật ngôn này ha. Xin mời. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chi Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, chào quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích bài 320 Kinh Pháp Cú ạ. A hằng nà gồ quá sằng gà mề chà bát tồ bát tí tầng xá rằng. Dạ, con xin phân tích nè. Á là đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, gô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sằng là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc câu số 2. Á tí quách đằng, tí tí khích sằng, đúc xì lồ, hí bá hút trá nồ. Dạ, con xin phân tích. Á là đoạn âm, tí là đoạn âm, qua là trường âm thông, qua là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tí kích là tí tích là trường âm nhấn, sân là trường âm
đọc theo giọng nguyên âm. Đức là trường âm nhấn. Xí là trường âm thông thường. Lô là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Bá là đoạn âm. Hú là trường âm nhấn. Con xin sám hối. Con hơi bị chói mắt tại cái ánh sáng ở bên này nó bị lóa mắt. Con xin nói lại à. Đức là trường âm nhấn. Xí là trường âm thông thường. Lô là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Bá là đoạn âm. Hú là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại ạ. Á hằng nà gồ quá sằng gà mề chá bá tô bá tí tằng xá rằng á tí quát đằng tí tí khích sằng đúc xì lồ hí bá hút chá nồ. Dạ, con xin sư chỉ dẫn cho con ạ. Dạ, con cảm ơn sư và đạo tràng ạ. Alo, 123, 123. Người ta nhìn vô, ta đọc thấy mờ mắt luôn ha. Nhìn không ra chữ. Nhưng mà đối với sĩ quan này, nhìn vô, người ta thấy lóa mắt luôn. Một cái mờ mắt, một cái lóa mắt. Thì như vậy, cái trường hợp này cũng đặc biệt ha. Alo, xin mời sĩ Hà. Có thấy sĩ quan Phan coi như có những cái chỗ nào cần phải chỉnh không? Mời Siết Hà. Alo, bàn tay đâu rồi? Cho biết Siết Quan có những cái chỗ nào cần phải chỉnh sửa. Bởi vì ở đây thấy Siết Hành Dung này, hai cành hoa này, Siết Thanh Hoàng chỉ có một cành hoa thôi. Còn Siết Kim Dung thì nó phân tích đúng. Nhưng mà đối với Siết Hà nghĩ sao? Xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Mà Giá, dạ, Nam Mô Sang Khai Giá, dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào Đạo Tràng và dạ, thưa Ngài, con thấy Sip Oanh phân tích đúng nhưng mà đọc thì có vài chỗ hơi sai. Dạ. Giống như chữ quách thì đọc là qua, rồi con thấy có chữ tích thì đọc là tí, kiss thì không có nhấn mà nhấn rõ, chữ si thì đọc là xí. Dạ, con chỉ thấy có sai cái chỗ đó thôi ạ. À. Dạ, Ngài có muốn con phân tích lại nữa hay là để con nhường mic lại? Dạ. Con xin phân tích ạ. A hằng nà gồ quá sàng gà mề chà bá tồ bá tí tằng xa rằng. Á là đoạn âm, hằng là trường âm thông, đọc theo giọng nguyên âm. Nà gồ là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường. A hằng nà gồ quá sằng gà mê quá sằng gà mê chà bá tô bá tí tằng xá rằng. Cha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường,
Bá tí là hai bản âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đẳng âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, dạ đúng, sang răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A hằng na go wa sang ga me cha bát tô bát tí tăng xá lằng. A tí quát dằng tí tích kích sang đúc xì lô hí bá hút chá nồ. Á là đoạn âm, tí là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích kích là hai trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á tí quách dăng tí tích á. Dạ con xin đọc lại. Á tí quách văn tí tích kích sang đúc si lô hi ba hút chá nô. Đúc là trường âm nhấn, si là trường âm đọc theo giọng nguyên, trường âm thông thường. Lô là trường âm thông thường, hí là hí ba là hai đoạn âm, là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nô là trường âm đọc theo thông thường, nô là trường âm thông thường. A tí quát văn tí tích kích sang đúc xì lô hi ba hút chá nô. Dạ con xin đọc bốn câu. A hằng na go quá sang ga mê chà bá tô bá tí tăng xa rằng. Á tí quát văn tí tích kích sang đúc xì lô hi ba hút chá nô. Dạ con có sai xin hình sửa. Alo, 123, 123, Sik Meta, Sik Quân Phan, Sik Kim Nhung, Huynh Giang Nhất Hà, Sik Thành Dung, Sik Thành Hoàng. Quá, bông hoa nhiều quá rồi, còn cái gì để mà nói. À, Sik Hà, thêm Sik Duyên nữa nè, quá trời là bông. Vậy là coi như không có ý kiến, bởi vì những cành bông này xác nhận là Siết Hà chính xác ha. Xà thu rõ ràng chính xác. Alo, xin mời Siết Thanh Hoàng. Alo, Siết Thanh Hoàng phân tích câu Phật ngôn 320. Alo, Siết Thanh Hoàng đâu rồi? Không thấy bàn tay, mà thấy tặng hoa mà không thấy bàn tay đưa lên. Rồi, dạ ha, rồi cầm micro nha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con cảnh kính đảnh lễ sư ạ. Con xin đọc câu pháp cú 320 ạ. A hằng na gu wa sang ga me cha pa tu pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti ki sang duk si lo hi pa hu cha no. A hằng na gu wa sang ga me cha pa tu pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti ki sang đúc xì lô hi ba hút cha nô. Con xin phân tích ạ. Á là đoạn âm, hăng là trường âm giọng nguyên âm, na vô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, san sang là trường âm nhấn, ga mê là hai trường âm thông thường ạ. Cha là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, tô là trường âm, pá tí là tô là trường âm thông thường, pá tí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. À.
Á tí là hai đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, giăng là trường âm giọng nguyên âm. Tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, kis là trường âm nhấn, sang là trường âm giọng nguyên âm, dúc là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường. Thí bá là hai đoạn âm, hút là trường âm nhấn, chá là đoạn âm và nô là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại ạ. A hằng na go wa sang ga me cha pa to cha pa to cha pa to ang a ti quắc yang ti tích ki sang đúc si đúc si lô hi pa hút cha nô a hằng na go con xin đọc lại, con vẫn đọc bị ngấp ngứ quá. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti quắc yang ti tích ki sang đúc si lô hi pa hút cha lô. Dạ con xin hết, con xin xuống mic ạ. Sư sửa cho con. A thưa sư, con muốn hỏi một câu ạ. Con thấy là lúc trước con cũng phân tích là sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ, và cái chữ N có dấu chấm và chữ N có dấu ngã khác nhau như thế nào, sư dạy cho con với ạ. Với lại chữ hoa lúc trước, thì tại sao chữ hoa là trường, tại sao chữ hoa là trường âm nhấn, vì nó có chữ K và chữ Y đúng không ạ? Nhưng mà lúc đầu con lại phân tích chữ hoa là trường âm thông thường và chữ Khi là trường âm nhấn, vì con thấy là sau chữ hoa là có chữ ki, thì con nghĩ là phải là hai chữ ạ. Thì con chưa hiểu chỗ này lắm, sư giảng lại cho con để lần sau con phân tích cho đúng ạ. Con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng ạ. Sa thủ Xích Thành Hòa. Ở đây chúng ta trong pháp học, tức là học phải hỏi, thắc mắc là phải hỏi, phải để chúng ta hiểu, hiểu rồi mới nhớ được, khi đó mới thực hành ha. Rồi sa thủ sự thắc mắc rất là chính xác. Tại sao chữ N có khi là dấu chấm, có khi dấu ngã ha, có khi là dấu chấm ở trên, dấu chấm ở dưới chữ N. Thì ở đây chữ xăng là một cái trường hợp mà chúng ta đọc để rồi ngộ nhận nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một cái điểm đặc biệt là những nguyên âm phía trước A, I, U và phía sau nó là M có dấu chấm. Khi nào chúng ta thấy chữ M có dấu chấm thì nó là một trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Bởi vì cái nguyên âm ở phía trước đó là Y, A, U thì đó là trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Còn chữ N thì nó chẳng qua là trường âm nhấn mà thôi, chứ không thể chỉ N mà có dấu chấm ở trên, có dấu chấm ở dưới, có dấu ngã thì nó vẫn là trường âm nhấn, chứ không thể gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhớ ha, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là M có dấu chấm đi sau những cái nguyên âm đoạn âm, đó là A, I, U. A, I, U mà đã đứng trước với M có dấu chấm thì khi đó chúng ta mới gọi đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Còn cái sự thắc mắc thứ hai, trường âm nhấn là một trường âm khi hai phụ âm ghép ở sau một nguyên âm. Nguyên âm đó có thể là đoạn âm, có thể là trường âm. Ví dụ ở đây chữ hoa là một trường âm thông thường ha, bởi vì chữ A có dấu huyền, đó là trường âm thông thường. Nhưng mà khổ một cái, phía sau trường âm thông thường này á là hai phụ âm ghép, tức là chữ K và chữ Y. Hai phụ âm ghép ở phía sau một trường âm, dù đó là trường âm thông thường hay là một trường âm một nguyên âm thông thường hay là một nguyên âm đoán âm, thì nó chúng ta cũng phải đọc theo cái trường âm nhấn ha. Chúng ta chú ý về trường âm nhấn. Chữ hoa với chữ ca thì chúng ta đọc là quắc dân ha. Nếu mà đọc nhanh là quắc dân, còn nếu mà đọc tách rời nó ra thì đọc là quắc dân. Thì ở đây sự thắc mắc của sĩ Thanh Hoàng cho chúng ta nhấn mạnh rằng cái trường âm của nguyên âm đó là A, hoặc là cái nguyên âm phía trước của trường âm nhấn nó là đoán âm, nguyên âm. Thì chúng ta thấy có hai phụ âm ghép thì nơi đó sẽ xuất hiện một trường âm gọi là trường âm nhấn. Mặc dù nó là thông thường nhưng mà ở đây chúng ta phải đọc theo trường âm nhấn, bởi vì trong giọng đọc của quý vị á, người ta nghe để rồi người ta có thể viết ra chính xác. Còn chúng ta không nhấn mạnh về trường âm và đoạn âm thì chúng ta nghe cái giọng nó lè nhè, nghe cái giọng nó không có hồn và không được rõ ràng. Cho nên ở đây phân tích về trường âm và đoạn âm để chúng ta tự tin. Như sĩ Thanh Hoàng đọc chữ cha bát tô, đọc chữ cha cái tự nhiên nó, ủa có dấu huyền tại sao chá, rồi biết rằng mình tự đọc mà biết rằng mình tự sai để rồi sửa. Tính lại cha pa tô đọc là chá nhưng mà thấy nó ngượng ngượng sao á, hay là nó thấy quê sao á, nó là chị cha mình thấy sao đọc là chị chá hả. Cho nên đây sửa lại một cái điều đặc biệt, quý vị tự đọc mà quý vị thấy sai là quý vị sửa liền. Chữ M và M chấm ở dưới khác nhau ở chỗ nào? Trời ơi, cái có nút ruồi, cái không có nút ruồi. Cái có nút ruồi thì đọc là ăn, ăn này, in này, ung này, ăn, in, ung. Đó là những trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn mà chữ M không có dấu chấm á, nó đi chung với, ở đây không có nào để giới thiệu được ha, đi chung với dấu chấm dưới hay dấu chấm trên, nó cũng là cái nút ruồi. Cái nút ruồi mà dấu chấm dưới, dấu chấm trên, khi phía trước nó là chữ A, chữ Y, chữ U, nguyên âm A, Y, U thì nó là trường âm nhấn. Chấm tùm lum biết luôn hả? Trời ơi, con mắt mà nhìn vô sao biết được. Khi mà nghe người ta đọc mới biết chứ, còn mắt nhìn vô sao mà mình nhìn vô để mà phân tích thì làm sao mà con mắt lại biết được. Nói vậy là huynh quang này kỳ quá ha. Thôi trở lại vấn đề. Như vậy sĩ Thanh Hoàng nắm rõ ha. Rồi bây giờ mời sĩ Thiện Vũ, sĩ Thiện Vũ Quang Hỷ ha, câu Phật ngôn 320 phân tích làm sao đây, xin mời sĩ Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang,
Con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con xin kính chào đạo hữu. Con xin phân tích câu pháp cú 320. Ahang nagova sangha me cha pato pati tang sarang. Á là đoạn âm, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nago là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, ga me là hai trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thá tí là hai đoạn âm, tăng là trường âm dọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm dọc theo giọng nguyên âm. A hằng na go va sang ga me cha pa to pa ti tăng sa răng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. A ti wak yang ti ti khit tăng bu si lo hi ba hút cha no. Á tí là hai đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, giang là trường đọc theo giọng nguyên âm, tí là nguyên âm, tích khít là hai trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, si lô là hai trường âm thông thường, hí bá là hai đoạn âm, hút là trường âm nhấn, đá là trường âm, đá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 320. A hằng na go va sang ga me cha pa to pa ti tang sa răng. A ti quắc yang ti ti khít tang bu si lo hi ba hút cha no. Dạ con có sai, sư sửa cho con ạ. Sa thù sa thù Sích Thiện Vũ, Sích Kim Dung này, Sích Hạnh Dung này, Sích Cao Oanh Phan này, Sích Mê Ta này, rồi Sích Hà nữa. Sích Hà là sa thú nữa. Ba cái bàn tay chấp lại rất là thán phục. Như vậy thì còn gì để mà nói. Alo Sích Thiện Vũ ơi, chính xác rồi. Sích Thanh Hoàng nữa nè, không có gì để mà nói. A hằng na go wa sang ga me cha ba to ba ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khi sang du si lo hi pa hút cha no. Sa tu hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, đã phân tích được trường âm và đoạn âm ha. Rồi bây giờ chúng ta qua phần khác ha. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chúng ta đọc xong thì phải hiểu ý nghĩa. Còn nếu mà đọc mà không hiểu ý nghĩa thì người ta nói rằng ồ, đây là những con vẹt biết nói, khổ vậy đó. Cái điều quan trọng trong kinh sách là chúng ta đọc và hiểu được thì chúng ta mới có niềm tin. Còn nếu mà chúng ta đọc mà không hiểu được, đó chẳng qua là đọc những câu chú. Đọc những câu chú chỉ cần cái niềm tin của chúng ta thôi, chứ không cần hiểu. Đó là những câu chú ha. Còn mà chúng ta đọc mà hiểu được ý nghĩa, chưa đọc qua, xíu nữa đọc. Bây giờ qua phần khác rồi. Tới khi mà đọc thì không chịu đọc mà cứ hỏi tùm lum tà la. Thôi bây giờ xíu nữa rồi đọc. Bây giờ hiểu ý nghĩa của những từ này đi. Chúng ta hiểu, chúng ta mới có niềm tin. Và những cái câu mà chúng ta đọc đó, có ý nghĩa, chúng ta mới thực hành được. Chứ còn mà đọc mà không hiểu ý nghĩa thì cái niềm tin của chúng ta cũng là mù mờ mà thôi. Bây giờ câu đầu tiên. A hằng na go wa sang ga me. A hằng na go wa sang ga me. A hằng na go wa sang ga me. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. A hằng là một, na go wa là hai, sang ga me là ba. Chữ a hằng là một đại từ, một đại từ. Nó đứng làm chủ từ số ít, đứng làm chủ từ số ít. A hằng có nghĩa là ta, là tôi. Nhưng mà chữ A-hăng ở đây ám chỉ về Đức Phật.
ám chỉ về Đức Phật. A Hằng có nghĩa là Như Lai, là chỉ Đức Phật. Đức Phật tự xưng mình là A Hằng, có nghĩa là Như Lai. Rồi, chữ Na Go Quá. Na Go Quá do hai từ ha, Na Go cộng với Y Quá. Chữ Na Go do cái từ Naga. Naga là một danh từ nam tính Á Kran Ta Phung Linh Ga. Và chữ Nago này nó đứng làm chủ từ, tức là Bạch Tham Á E Cao Quá Chá Na Quỳ Pháp Tí, chủ từ số ít ha. Thì chữ Naga biến thành Nago. Nago có nghĩa là con voi, con voi. Và chữ Quá sao do cái từ Y Quá, nó là một bất biến từ, ví như tợ như Na Go Quá, ví như con voi. Na Go Quá, ví như con voi. Rồi, cái từ thứ ba, Sangame. Sangame do cái từ Sangama. Sangama là một danh từ nam tính Akran Tapun Linga. Và chữ Sangama này nó được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là Satami Vipati Ekavachana. Cho nên chữ Sangama biến thành Sangame. Sangame là ở chiến trường. Ở chiến trường. Thì ở đây cái câu đầu tiên này, Như Lai hay là ta, ví như con voi ở chiến trường. Ví như con voi ở chiến trường. Rồi, bây giờ câu số 2. Cha bát tô bát tí tăng xá rằng. Cha bát tô bát tí tăng xá rằng. Câu số 2 có 3 từ. Cha bát tô. Cha bát tô do cái từ cha bát. Cha bát là một danh từ nam tính Akran Thác Phung Linh Gá. Nhưng mà chữ cha bát này nó được chia theo xuất xứ cách hả? Xuất xứ cách, xuất xứ cách số ít có nghĩa là Panchami Vì Pháp Tí E Cao Quá Chẳng Hà. Chỗ này cũng nên xác lại ha. Bởi vì Panchami thì có xuất xứ cách nó, số ít có nghĩa là A, Amha, Asma. Nhưng mà đây Cha Bát Tô, Cha Bát Tô, đây là một cái chỗ mà chúng ta nên xét lại về Chát Thu Thi và Chát Thi, tức là cách chia thứ tư và cách chia thứ sáu. Chúng ta nên xét lại, trong sách vở là nó để như vậy, nhưng mà chúng ta phải xét lại hai cách chia số 4 và số 6, Chát Thu Thi và Chát Thi Vì Phá Tí E Cao Quá Chẳng Hạ. Thì đây là một cái điều đưa lên để cho quý vị tham khảo. Cha Bạc Tô có nghĩa là từ cây cung. Từ cây cung thì nó có thể là cách chia thứ tư, Chát Thu Thi Vì Phá Tí E Cao Quá Chẳng Hạ, chứ không phải là cách chia thứ năm. Từ cây cung. Rồi, từ thứ hai là Bát Tí Tăng. Bát Tí Tăng. Bát Tí Tăng do cái động từ Bát Tạc Tí. Bát Tạc Tí. Nhưng mà ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính. Và nó được chia theo đối cách số ít. Đu Tị Gia Quỳ Phát Tí Ê Cao Quá Chẳng Ná.
Patitang có nghĩa là đã được bắn ra hay là đã rơi xuống. Đã được bắn ra hay là đã rơi xuống. Rồi, Patati đúng rồi. Rồi, cái chữ cuối cùng là chữ xá răng. Xá răng do cái từ xá rá. Xá rá là một danh từ nam tính, á răng tóc phung linh ga. Và xá rá này được chia theo đối cách số ít, đức tỷ gia, quỷ phát tí ở các quá trình á. Cho nên chữ xá rá biến thành xá răng. Xá răng có nghĩa là mũi tên. À, như vậy là câu số 2 này có ý nghĩa cha bát tô bát tí tầng xa rằng mũi tên từ cây cung đã được bắn ra. À, mũi tên từ cây cung đã được bắn ra. Rồi bây giờ câu số 3. Atiwak yang titik hisang. Atiwak yang titik hisang. Câu số 3 có hai từ. Atiwak yang. Atiwak yang ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau. Đó là một tiếp đầu ngữ ati. Ati có nghĩa là rất, là cực kỳ. Rất cực kỳ. Còn quốc dân do cái từ quốc gia. Quốc gia nó là một danh từ trung tính, á karan ta na pum sắc ca linh ga. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ là chưa? Nghe rõ hả? Lâu lâu nó nhắc, đừng có quên tôi, forget me not. Nên là phải chú ý lại chút, chứ không mà nói lãm nhảm, giống như người có trên, không ai thèm nghe hết, khổ lắm. Rồi, bây giờ, thì làm hả? Cái quan trọng ở đây thì thầm mà người ta có nghe được hay không. Chứ bây giờ mình la lớn nó nghe chói lỗ tai, chát chúa quá, họ bỏ chạy. Bây giờ thì thầm á thì người ta mới chú ý nghe chứ. Từ tốn khiêm nhã thì thầm, chứ còn bây giờ la đấu ôm trùm như sao mà bỏ chạy hết thì sao. Rồi trở lại số 3. Atiwak thì chữ Atiwak do hai từ
và dần có nghĩa là rất quốc dân nó từ trung tính và các đọc lại. Còn cái vấn đề âm từ rồi wifi tập thể dục mà thấy tốt mà có người nghe rõ không, có người sao mà cái này chắc là chiếc kim kiếm chuyện quá ta, chắc có lẽ vậy chiếc kim này kiếm chuyện á. Rồi thôi bây giờ chúng ta qua phần khác đi nè, bây giờ chúng ta đọc lại để cho nó nóng máy đi. Bây giờ nghe rõ ha, bây giờ nghe rõ thì câu số 3 tiếp tục ha. Alo, đồng ý không? Tiếp tục câu số 3 nha. A ti quốc dân có nghĩa là phỉ báng, bôi nhọ, xuyên tạc, lăng mạ, phỉ báng, xuyên tạc. Đó là từ A ti quốc dân ha. Rồi cái từ cuối của câu số 3, tít tít khí sân, tít tít khí sân. Ở đây cái từ này nó là một động từ ha, nhưng mà động từ số ít do căn ngữ tít làm cho sắc bén, làm cho sắc bén có nghĩa là một sự tôi luyện, một sự tôi luyện. Tí tí khí sân có nghĩa là chịu đựng, chịu đựng. Và Ngài Hòa Thượng dịch là chịu đựng mọi phỉ báng. Thì ở đây cái ý nghĩa của nó là chịu đựng sự lăng mạ, sự phỉ báng. Tức là có một cái sự nhẫn nại. Câu số 3 ý nghĩa là như vậy. Căn ngữ tích, tích là chữ suy chứ không phải chữ s ha, suy nhiều quá. Chữ tích ở đây tức là cái chữ suy chứ không phải là chữ s. Rồi. Và cái câu cuối cùng. Đu si lô hi bô hô chà nô. Đu si lô hi bô hô chà nô ha. Chữ cuối cùng của cái câu này, câu chữ đu si lô, chúng ta thấy tiếp vào ngữ đu ở phía trước có nghĩa là xấu ác, và chữ si lô do cái từ si lá nó là một danh từ trung tính, ác lan ta nó cùng sắc lệnh gã. Chữ si lá này được chia theo chủ cách số ít bà tham an hay câu quá chân năng phát tí, cho nên chữ si lá biến thành si lô. Si lô có nghĩa là giới, điều cấm. Nhưng mà có chữ đú ở phía trước, thành ra đú si lô có nghĩa là kẻ ác giới, người không có giới. Đú si lô là kẻ ác giới. Rồi, chữ hi. Hi ở đây nó là một tràng từ, có nghĩa là đúng vậy, thật vậy. Đúng vậy, thật vậy.
Rồi, Bahuchano, Bahuchano. Ở đây chúng ta thấy có hai từ Bahu và chữ Chano. Bahu nó là một tính từ, có nghĩa là nhiều. Rồi chữ Chano, Chano do cái từ Chana, nó là một danh từ nam tính. Aparantapunlinga Chana. Ở đây được chia theo chủ các số ít. Bathama ekavachana vipatti, cho nên chữ Chana biến thành Chano. Chano là người đàn ông, nhưng mà có đi chung với chữ Bahu, thành ra Bahu Chano có nghĩa là nhiều người, số đông. Nhiều người, số đông. Và cái câu này là sao? Dusilo hibahu chano. Thật vậy, số đông kẻ ác giới. Thật vậy, kẻ đông. Thật vậy, nhiều người coi như ác giới. Nhiều ác giới là chỉ chắc khác nhau như thế. Nó phía sau nó cũng ác, nó phía sau nó là lời ăn mà con voi ở trường chiều đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính bạch ngài, ngài có thể rời Ban Thoát rồi trở lại. Con nghe không có được rõ. Nghe được một tiếng thì mất đến 10 tiếng. Rồi, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn đạo tràng. Dạ, quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát để ngài trở lại. Dạ, Nam Mô Bích Thai ạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con thấy ngài trở lại rồi, con kính dâng mít đến ngài ạ. Alo, 123 123, quý vị nghe rõ không? Còn một tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta kết thúc. Bây giờ tranh thủ phần từ vựng tương đối, tiếng được tiếng mất, nhưng mà đó cũng là một khái niệm để chúng ta hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn 320. Thôi bây giờ quý vị đã nhận diện mặt chữ, quý vị đã tìm hiểu ý nghĩa từ vựng, và bây giờ chúng ta bắt đầu đọc sao cho nó thông suốt. Trước tiên chúng tôi xin đọc trước.
A hằng na vô quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tằng sa rằng a tí quắc dằn tí tí thế sằng đu xì lô hi bó hút cha nô. A hằng na vô quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tằng sa rằng a tí quắc dằn tí tí thế sằng đu xì lô hi bó hút cha nô. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai còn nghe không? A hằng na gồ quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tằng sa rằng a tí quắc dằn tí tí khí sằng đút xì lô hi bó hút cha nô. A hằng na gồ quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tằng sa rằng a tí quắc dằn tí tí khí sằng đút xì lô hi bó hút cha nô. Ta như voi giữa trận hướng chiều cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Rồi nghe rõ ha. Rồi cung thỉnh để Đức Pháp Trang Quan Hỷ hướng dẫn lại để cho bà con nghe có rõ như chúng tôi không. Rồi xin cung thỉnh để Đức Pháp Trang. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Tăng đang hiện diện trên đạo tràng và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ con xin được tiên phong đọc câu pháp cú số 320. Dạ. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khi sang du si lo hi pa hu cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khi sang du si lo hi pa hu cha no. Giờ cũng xin đọc cái cách thứ hai. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti khi sang du si lo hi pa hu cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti khi sang du si lo hi pa hu cha no. Ta như voi giữa trận hướng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất ác giới rất nhiều người. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, giờ con đã đọc xong rồi. Bây giờ hồi nãy thấy bàn tay của Sít Kim, bây giờ mời Sít Kim lên để lên đọc pháp cú số 320. Dạ, bây giờ xin mời Sít Kim. Nam mô Phật Thầy. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang. Hồi nãy con không thấy sư, con quên chắc rồi, con không thấy, con xin sám hối. Và quý vị Phật, các cô tư nữ và quý vị Phật tử, đọc trước rồi sao gì cũng được, sư ơi, con đọc trước cho rồi, trả bài cho rồi, để mời cô Nhật Quỳnh kiếm người đọc. Trời ơi, không ai đọc hết, buồn quá, không có ai yêu quá. Con đọc kinh đọc kệ luôn nghe sư, sư đang càm ràm nữa sư. bây giờ con đọc kinh Pháp Cú câu 320. Sau này tối gì ta, cậy đi. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wap yang ti ti skit sang duk si lo hi ba hap cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wa wap yang ti ti skit sang duk si lo hi ba hap cha no. A hằng na go wa sang ga me cha bát tổ phát ti tăng sa rằng a ti quắp dằn ti tích khít sằng đúc xì lồ hi ba hốc cha nô. A hằng na go wa sang ga me cha phát tổ phát ti tăng sa rằng a ti quắp dằn ti tích khít sằng đúc xì lồ hi ba hốc cha nô. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang
A tít qua dân tí tít khế sang đục xì lô hi ba hát cha nô. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn bé tôi coi. Trời ơi, người ta cho bông cho qua, chỉ trừ có một sư Trí Đức là không có cho mấy cái bông của ổng. Ổng cắt dữ lắm, mấy bông hướng dương ổng cắt dữ kỹ lắm á. Chắc thế nào cũng lên cảm động rồi. Thôi, xin cảm ơn quý vị đã cho bông qua, xin trả máy là nhường lại cho người khác rồi. Nam mô Bụt Thà giá, và con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, tâm đức hiện diện trong đầu tràng. Dạ cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh viết được tín hiệu. Dạ kính mời cô tu nữ tại duyên nha. Dạ Nhật Quỳnh cầm mic, Nhật Quỳnh xin phép được đọc trước. Hồi nãy Nhật Quỳnh thấy quý vị chưa đọc mà thấy đạo tràng im ru, Nhật Quỳnh đọc trước và trả bài trước nha. Quý vị quan hỷ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ cảm ơn Như Quang cho bài học. Dạ con xin được ôn bài trả bài pháp của kinh số 320. A hằng na go wa san ya me cha ta bát tô pati tăng sa răng ati vát yang tikit kit sang đút si lơ khi ba hút cha nô. A hằng na go wa san ya me cha bát tô pati tăng sa răng ati vát Adi quát giang tích kích kích sang đúc xì lơ ba hút chánh hồ. Nhà cho con đọc thêm một lần. A hằng na gơ quá sang gà mê cha bá tơ bá tích tăng. Tại sao? A hằng na gơ quá sang gà mê cha bá tơ bá tích tăng sa răng. Adi quát giang tích kích kích sang đúc đốt xì lờ hay ba hút channel. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thất voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, lằn tên xá gì. Như lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại, ác giới, ngu si lòng người. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, con có đọc sai ngài chỉ dạy cho con sửa. Dạ mời bằng tay cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Sa thú, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào đạo tràng. Và bây giờ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 320. Dạ cảm ơn Như Quan. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti sang pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti ki sang đút si lo hi pa hút cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti ki sang lut si lo hi pa hut cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti ki sang lut si lo hi pa hut cha no. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi thị bán, ác giới, rất nhiều người. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti quat yang ti ti ki sang lut si lo hi pa hut cha no. Thớt voi đứng giữa trận tiền,
hứng bao mũi đạn, lần tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si làm người. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Là tự nhiên đã đọc bài xong, thì bây giờ đã thấy tín hiệu của xích niệm từ. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sam-kha-ya. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, và con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ Bí Bảo Quý Công Tư Nữ, con kính lễ cô Tùy Duyên, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu là âm thanh rõ. Con xin trả bài câu Pháp Cú là 320. Dạ, đọc. Ahang na go wasanga me cha pato pati tang sarang ati wak yang titit kisang dusilo hipahuk chano. Ahang na go wasanga me cha pato pati tang sarang ati wak yang titit kisang dusilo hipahuk chano. Ta như voi dự trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ahang na go wasanga me cha bato bati tang sa gat ta sa rang ati wat yang titis ki sang Dusi lo hi bai huk chano. Con đọc thêm nữa. Ahang na go wa sangame. Dạ con xin đọc lại. Ahang na go wa sangame cha bato bati tang sarang ati wak yang titit sis kang Dusi lo hi bai huk chano. Thớ voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, ông đã đọc xong, con sai xin Ngài sửa lỗi dùm con. Kính mời bàn tay của Hành Dung nhé. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô niệm từ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bảo với cô tu nữ, và kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú Kinh số 320. Ahang na go Ahang na go wasanga me cha bato bati tang sarang ati wat yang titit kisang dusi lo hipahut chano. Ahang na go wasanga me cha bato bati tang sarang ati wat yang titit kisang dusi lo hipahut chano. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ahang na go wasanga me cha bato bati tang sarang ati wat yang titik kit sang dut si lo hi ba hut chano. Tớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong rồi. Và con kính mời Thiện Vũ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài Pháp Cú 320. Ahang Nago Vasagame Chapato Pati Thang Sarang
ati vat yang titikit sang usi lo hi ba hut cha no ahang na go va sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang ati vat yang titikit sang usi lo hi ba hut cha no ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi kỳ báng ác giới rất nhiều người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A hằng na go va sang ga me cha pa to pa ti tang sa tang a ti wak yang ti ti khit sang du si lo hi ba hút cha no. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, lằn tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con xin gửi lại người đọc kế theo. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức ạ. Con xin đọc câu pháp cú 320 ạ. A hằng na go va sang ma ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti ki sang duk si lo ba hut hi ba hut cha no a hằng na go va sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti ki sang duk si lo hi ba hut cha no a hằng na go va sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wa yang ti ti ki sang duk si lo hi ba hút cha no. Ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác chi, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Con xin Ngài sửa cho con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin cả bài câu pháp cú 320 ạ. A hằng na go wa sang ga me cha bát tô bát ti tăng sa răng a ti quắc giang ti tích khít sang đút xì lô hi ba hút cha nô a hằng na go wa sang ga me cha ba tô ba ti tăng sa răng a ti quắc giang ti tích khít sang đút xì lô hi ba hút cha nô. Ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả mai lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Metta. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn các bạn Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ, vị nào chưa trả bài lên trả bài đi quý vị. Để mất quyền lại. Rồi, Nhật Quỳnh thấy bàn tay của huynh Giang Nhất Hà, bàn tay của huynh Quang đâu. Trong này Nhật Quỳnh chỉ có thấy có hai người mà mạnh mẽ mà không có chịu đưa tay. Rồi mời bàn tay Giang Nhất Hà trước nha. Dạ
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 320 ạ. Ta hằng na go wa sang ga me cha ba to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khis sang duk si lo hi ba huk cha no. A hằng na go wa sang ga me cha ba to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khis sang duk si lo hi ba huk cha no. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A hằng na go wa sang ga me cha ba to ba ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khis sang duk si lo hi ba huk cha no. Thất voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lần tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại, ác giới, ngu si lòng người, là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic, con xin mừng, nhờ mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và kính chào quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin trả bài Kinh Pháp Cú 320 ạ. Á hằng na gô quá sằng gà mề trà bá tô bá tí tầng xá rằng á tí quách đằng tí tí kích sằng đú xì lồ hí bá đúc trá nồ. Á hằng nà gồ quá sằng gà mề trà bá tô bá tí tầng xá rằng á tí quách đằng tí tí kích sằng đúc xì lồ hí bá hút trá nồ. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Á hằng nà gồ quá sằng gà mề trà bá tô bá tít tằng xá rằng á tít quách đằng tí tí khích sằng đú xì lồ hít bá hút chá nồ. Á rằng nà nồ quá sằng gà mề trà bá tô bá tít tằng xá rằng á tít quách đằng á tít quách dằng tí tí khích á tí tí khích sằng đúc xì lồ hí bá hút chá nồ. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lần tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Đó là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quanh Phan. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng, dạ, cô tu nữ Tị Duyên Thiện Vũ và Như Quang cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhục Quỳnh điểm danh nha. Nhục Quỳnh xin lỗi, Nhục Quỳnh điểm danh.
Còn Vinh Quang nè, bỏ chén cơm xuống đi, lên kệ xong rồi ăn tiếp để hết thời gian. Rồi chiếc lá mùa xuân nè, còn được bao nhiêu chiếc lá mùa xuân thì đưa bàn tay lên đi. Xích Hà nè, Nguyên Trang nè, Duyên nè, quý vị đưa bàn tay lên đi quý vị. Để mít mít mà của chùa Ngọc Đạt á, ngủ nhiều lắm quý vị ơi, cầm mít nè nó dính. Nhanh lên. Đói quá. Nhà thấy thường đói quá không cầm mít nổi luôn á hả. Nhưng mà Nguyên Trang. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính. Dạ con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. À, á hằng na go quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tằng xá rằng á ti quắc dằn tí tích khá sằng đớ xì lô hí pháp hí bá hút chá tô. Dạ con xin đọc lại. Á hằng na go quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tằng xá rằng á ti quắc dằn tí tích Kassan dasi lo hu ba dasi lo hi ba hu cha no. Ta như vô giữa trận, hứng chịu như tên rơi, chịu đựng nội phỉ báng ác giới rất nhiều người. Hòa thượng, và đây là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. A hằng na wo wasan ga me cha bát tu bát tí tằng sa rằng a ti quắc dằn tí tích Kassan dasi lo hi ba khúc chato channel. I'm sorry, channel. Thất vôi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, làng tên xá gì Như Lai, chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới ngu si lòng người. Dạ đây là phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con đọc sai tùm lum hết. Dạ con thấy bàn tay của ngài đó. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123, đâu sai tùm lum, sai có một từ thôi. Quý vị thấy Sức Nguyên Trang sai cái từ nào? Câu số 3, thấy sai cái chữ nào? Ở đây đọc 3 lần luôn, cũng là cái chữ đó. Tí tích khít sằng, chữ khít mà đọc là khát. Đó, Quyên Giang Thắng Nhân Dân Nhất Hạ cũng thấy rõ chứ đâu phải. Chúng tôi thấy Siết Nguyên Trang lên là ghét, lên là chỉ trích đâu. Có Quyên Giang Nhất Hạ này cũng nghe rõ này, chữ khít mà đọc là khát. Rồi, xin mời Siết Hà, Siết Kim Nhung. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trước Đức, Ngài Pháp Trang, các cô tu nữ và con kính chào đại gia. Con xin trả lời. A hằng na go wa sang ga me cha ba to ba ti tăng sa rằng a ti wat yang ti tích kích sang du si lo hi ba hút cha no. A hằng na go wa sang ga me cha ba to ba ti tăng sa rằng a ti wat yang ti tích kích sang đúc xì lô hi ba hu cha nô. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mỏi phỉ báng ác giới rất người. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. A hằng gồ quá sàng gà mê cha ba tô ba ti tằng xa rằng a quách dằn tiết tích a ti quách dằn tiết tích sàng đúc xì lồ hi ba hút cha nô. Dạ con xin đọc thêm lần nữa. A hằng na go wa sàng gà mê cha ba tô ba ti tằng xa lằng a ti quách dằn ti tích kích sàng
Đúc xì lô hi ba hút cha nô. Thôi, thớt vôi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới ngu si lòng người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, và con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Alo, không biết đại tràng có nghe con được không ạ? Dạ, cảm ơn đại tràng ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 3:20 ạ. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti tik khi sang du si lo hi ba ho cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti tik khi sang du si lo hi ba ho cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti. Con xem hồi nhé. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti tik khi sang du si lo hi ba hu cha no. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lần tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới ngu si lòng người. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, xin Ngài hoan hỷ chỉ giúp con đọc sai chỗ nào. Sa thủ, hôm nay quý vị thể hiện rất là tốt. Câu này cũng có những cái từ hơi khó, nhưng mà quý vị đọc rất là trôi chảy ha. Câu Phật ngôn 320, 321, 322 cùng một duyên sự. Chính vì vậy hôm nay duyên sự câu Phật ngôn 320 không thể. Bởi vì khi mà ba câu Phật ngôn kết thúc thì khi đó chúng ta nghe duyên sự. Thời gian còn nhiều ha. Bây giờ xong dụng kinh, bây giờ qua dụng kệ ha. A hằng na vô quá thằng gà mê chà bát tô bát tí tăng xa rằng á tí quắc dàn tí tích khích sàng đút xì lô hí quá hút chá nô. Đó là dụng kinh ha. Còn bây giờ giọng kệ một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm hai, nhưng mà một lần thì chúng ta đọc hai câu, cũng giống như giọng kinh, chứ không nên đọc rời rạc ha. Bây giờ qua giọng kệ, chúng ta thư giãn, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì cái giọng kinh thì chúng ta nghiêm túc đọc phải đúng trường âm và đoạn âm. Còn giọng kệ thì theo cái âm giọng của quý vị, theo cái tông của quý vị, có thể cao hoặc là thấp, mặc kệ thì sao cũng được, không có ai phê phán. Nhưng mà quý vị đọc sao và có cái hồn ở trong đó, thì chúng ta thấy câu kệ nó mới có ý nghĩa. Còn bây giờ chúng ta đọc mà trả bài, đây là hình thức mà chúng ta tập, cho nên đọc và trả bài ha. Bây giờ một câu 8 từ thì chúng ta chia làm hai, mà một lần thì đọc hai câu ha. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ti khi tang du si lo hi ba hun cha no. A hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang
ati quắc văn ti tích khi sẵn đô si lô hi bà hôn cha nô a hằng na go wa sang ga me cha ba to ba ti tăng sa lăng a ti quắc văn ti tích khi sẵn đô si lô hi bà hôn cha nô. Ta như qua giữa trận hướng chiều cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Rồi bây giờ xin mời quý vị, hôm nay chúng ta coi như sinh hoạt hơi buồn buồn ha, bởi vì mỗi lần thấy mà chiếc lá mùa xuân đến với đạo tràng thì muốn cho cái đạo tràng chúng ta khởi sắc có mùa xuân, nhưng mà rồi mỗi lần đến đạo tràng được mời lên thì thấy hơi bị chiếu cố trên trốn học, vô trễ. Nhưng mà vô trễ không phải là trốn được đâu. Rồi bây giờ mời chiếc lá mùa xuân lên kệ trước rồi kinh sau ha. Alo, cho có mùa xuân chứ. Xin mời chiếc lá mùa xuân kệ trước rồi đọc dụng kinh sau. Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin kể câu Phật ngôn 320. A hằng na go wa sangga me cha ba to ba ti tăng sa rằng a ti qua yang ti tích khi sang du si lo hi ba húc cha no. Nhà con quên con đọc kinh trước chứ, con xin đọc kinh. A hằng na go wa sang ga me cha bát tô bát ti tằng sa rằng a ti quắc dằng ti tích khi sằng đút si lô hi ba húc cha nô. Con xin đọc lại. A hằng na go wa sang ga me cha bát tô bát ti tằng sa rằng a ti quắc dằng ti tích khi sằng đút si lô hi ba húc channel. Ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. A hằng na go wa sang ga me cha bát tô bát ti tằng sa rằng a ti quách dằng ti tích khi sằng đút si lô hi ba húc channel. Thất vội đứng giữa trận tiền hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri nhẫn nại ác giới ngu si lòng người. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc kinh đọc kệ xong rồi, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khải. Dạ, con cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết, đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, một lần nữa, con kính đảnh lễ Ngài Tỷ Đức, Đại Đức Pháp Trang. Con kính đảnh lễ
và quý cô tu nữ. Và con kính đảnh lễ cô tu nữ Tỳ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin kể câu pháp cú 320. Sa thủ lần này con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ con xin kể câu pháp cú số 320. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, thấy Thiện Vũ đưa tay nhưng mà không cầm mic. Dạ, xin mời Thiện Vũ nha.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ quý cô nữ và kính chào đạo hữu. Con xin kệ cô Pháp Cú 320. À hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti vak yang ti ti khi sang bụt ti lo hi ba hút cha no a hằng na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang ta rằng a ti vak yang ti tik hi sang bụt ti lo hi ba hút cha no ta như voi giữa chật hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại, ác giới, ngu si, lòng người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chi Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc ạ. À hằng na go wa sangame cha ba to ba ti tang sa rang a ti vat dang ti ikhik kis sang Du si lo hi ba hút cha no A hăng na go wa sang ga me Cha ba to ba tin tăng sa răng A ti vat đăng ti khi sang Du si lo hi ba hít cha no Hứng chịu, ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đội phỉ báng, ác giới, rất nhiều người, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác chi, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào quý cô chú anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu pháp cú kinh số 320. A hằng na go wa sangame cha ba to ba ti tang sa rang Ati vak yang ti tit khi sang Tut si lo hi ba hút cha no Ahang na go wa sang ga me Cha ba to ba ti tang sa rang Ati vak yang ti tit khi sang Tut si lo hi ba hút cha no Ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi Chịu đựng mọi phỉ báng Ác giới rất nhiều người, và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng ba mũi đạn lằn tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức, và con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Như Quang đã phát bài. Và con mời, kính mời cô Kim Nhung ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu.
con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin kệ kinh Pháp Cú 320 ạ. Ahang na go wa sang ga me cha pa to pa ti tang sa rang a ti wak yang ti ting khi sang du si lo hi ba hu cha. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thất voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lần tên xá gì, Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới ngu si lòng người, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính cảm ơn chị Như Quang đã bớt bài. Dạ, thân mời Minh Trang ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin kệ, hồi nãy con đọc sai, con xin sám hối. Cảm ơn Huynh Giang đã chỉ ra cái sai của con ạ. Dạ con xin đọc kệ 320. Cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Ahang na vô wa sang ga me cha pe to pa ti tam sa rang a ti wak yan ti tin kit san đơn si lô hi bà húc cha đô a hằng na vô wa sang ga me cha pa to pa ti tam sa rang a ti wak yan ti tin kit san đơ si lô hi bà húc cha đô. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, lằn tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong ạ. Và con xin xuống bếp và con kính mời đạo tràng ạ. Alo, 123, 123, còn có 2 phút nữa thôi. Như vậy là cũng vừa đủ ha. Đọc dùng kinh cũng hay, mà dùng kệ cũng hay nữa. Không còn gì để mà nói ha. Thôi, sa thú, câu Phật ngôn 320. Một câu mà Đức Phật tự ví mình giống như con voi ha. Đức Phật ví mình giống như một con voi, nó đứng ở giữa trận tiền, rồi bị cung tên bắn tới, rồi bị cái sự phỉ báng của mọi người. Nhưng mà cung tên phỉ báng đó là của những người tà kiến, những người ác giới. Ở đây nói lên cái vấn đề tám pháp thế gian chi phối. Nhưng mà riêng Đức Phật thì Ngài đã vượt qua cái sự khen chê của thế gian, tức là Ngài đạt đến cái chỗ mà Tathagato, Tathagato tức là đã đến cùng tận của thiện pháp, tức là đến đi là như vậy, như bất động lai thành chánh giác thì danh Như Lai, tức là Đức Phật không còn rung động bởi tám pháp thế gian. Nhưng mà chúng ta cũng thấy đã là một vị Phật nhưng cũng khổ chứ quý vị. Còn cái thân ngũ uẩn bị nàng Chinh Cha nè, Vu Khống nè, bị Đề Bà Đạt Đa nè muốn giết để lên làm Phật nè, rất là nhiều cái vấn đề. Rồi vua A Xà Thế cũng cho quân mai phục, cũng giết Đức Phật, hoặc là cho con voi Nalagiri uống rượu say để mà giết Đức Phật. Làm Phật cũng khổ lắm khi mà còn cái thân ngũ uẩn. Vậy thì từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn lâm nạn huống chi tụi mình. Cho nên chúng ta là người phàm mắc thịt, không thấy được cái nhân cái quả, để rồi chúng ta đấm ngực khóc lóc than van, hoặc là bằng một hình thức là tự vấn,
tự sát, tự tử để coi như xóa cái nợ đời. Nhưng mà làm vậy đâu có được. Trong cái vòng sinh tử luân hồi chúng ta phải trả nợ thôi. Thì đối với câu Phật ngôn này chúng ta cần thức tỉnh một chút. Cần cái gì? Cần một chút thương yêu để tình người ấm lại. Cần một chút thời giải để lòng mình vị tha. Cần một chút từ hòa để cùng nhau chung sống. Cần một chút quán không để dừng thôi chấp thủ. Cần một chút cần cù để đời không vô vị. Cần một chút tế nhị để phẩm hạnh thanh nâng cao. Cần một chút thanh cao để thấy đời ý nghĩa. Và quý vị có cần được những cái đó hay không? Nếu mà cần được những thứ đó, tức là chúng ta phải thu thúc một chút, thì chúng ta tương đối trong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nà sa chó quát dê nà sô thủ vô hô tục sắp bạc đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sĩ Hồng Nhật quan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Yeah.